Có lần nào, Scooby-Doo hiểu mình đúng. Chúng ta sắp có thành viên mới rồi. Tôi đang cố gắng đây. Voi, em cứ bình tĩnh, hít thở sâu, rồi sau đó nén khí, đẩy thật mạnh ra ngoài. Em biết rồi, để em làm lại. Hả? Con của chúng ta cuối cùng nó cũng đã ra đời rồi. Quá. Sao nó không khóc giống như những Skibidi Human Man khác mà nó lại cười rung rợn thế kia? Đằng này không có, đằng kia chắc chắn sẽ có những thứ cần thiết gắn lên cơ thể của mình để làm cho mình mạnh hơn. Đây, G-Man, thiệt ra con ở đây cha tìm con mấy ngày rồi, sao con lại tới bãi rác này mới lung tung thế kia? Hả? Thì ra là ông già. Tôi muốn mạnh hơn. Tôi muốn tìm những thứ cần thiết gắn lên cơ thể của mình để trở thành một Human Man vô địch. Tôi sẽ thống lĩnh cả loài của chúng ta. Con ăn nói gì tầm bậy vậy? Loài của chúng ta đã có chúa tể chúng ta thống lĩnh rồi. Nếu để ông ấy nghe được thì không hay đâu. Tôi mặc kệ. Còn ông nữa, đi về đi. Tôi sẽ cố gắng nâng cấp để bản thân mình trở thành mạnh nhất. Tôi sẽ thống lĩnh loại Skibidi Human Man, rồi sau đó đi xâm chiếm cả vùng đất này. Chết tiệt, thứ hỗn xược mất dạy này, mày mau về nhà cho tao. Cầm mồm đi, ông không có quyền cản tôi. Bơ người ta, tên ngược tử này muốn giết tôi. Ủa, đằng kia, sao có tiếng la thảm thiết thế kia? Mau đi kiểm tra đi. Hay lắm, các ngươi tới đây đông đủ đi. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho các ngươi biết, ta sẽ trở thành thủ lĩnh mới của các ngươi. Cái gì? Là tên Human G-Man! Hắn điên rồi! Hắn định tạo phản chúa tể của chúng ta kìa! Mau! Bắt hắn lại! Các người thấy chưa? Thấy những thứ mà các người vứt bỏ được ta lựa chọn lại và gắn lên cơ thể ta đã phát huy sức mạnh của bọn chúng chưa? Bây giờ ta là một thực thể mạnh nhất ở nơi này! Ta sẽ ép các người phải công nhận ta trở thành một Human Man chúa tể! Không! Không! Người điên thật rồi! Đừng lại đây! Tại tình hiệu mình mê đây! Ngày ấy đang ở đâu? Mau về đi! Cứu chúng tôi! Này! Dừng lại đi! Tên Skibidi Human G-Man kia! Ngươi là đồng loại của bọn họ! Tại sao ngươi lại giết hại đồng loại của mình? Hả? Cuối cùng ngươi chỉ quay về rồi hay sao? Hay lắm! Ta muốn chứng minh cho bọn chúng thấy ta đủ sức mạnh để thống lĩnh bọn chúng! Và bây giờ ta chỉ cần đánh bại ngươi thôi! Thì ta chắc chắn sẽ trở thành chúa tể mới ở cái vùng đất này. Ngươi đúng là một Skibidi Man không tầm thường. Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ của ngươi quá lệch lạc. Ta trở thành thủ lĩnh là mong muốn loài của mình được yên bình. Còn ngươi thì khác, ngươi chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh. Hôm nay ta sẽ trục xuất và đánh bại ngươi. Hay lắm, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Hả? Không, không thể tu. Được rồi, mau ném xác của tên G-Man này ra bãi thây ma của chúng ta đi. Chết tiệt. Bãi thây ma này, sao nhiều quái vật to lớn thế này? Không lẽ tất cả bọn chúng đều bị đánh bại dưới tay của tên Tây Tành Human Man hay sao? Hắn thật sự là một kẻ không hề đơn giản. Phải làm sao để đánh bại hắn đây? Đặc kia, có thứ gì to lớn khổng lồ vậy? Không lẽ cũng là một tay thành Skibidi? Đúng rồi. Mình sẽ lấy tất cả thiết bị trên người của hắn còn sống lại, gắn lên người của mình. Chắc chắn mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khoan. Nhưng thiết bị trên người của hắn kích cỡ quá lớn. Mình nhỏ bé sẽ không vừa được. Phải làm sao đây? Mình nhớ ra rồi. Có lần ông già của mình kể về truyền thuyết của tên tay thành Human Man. Hắn trước đây cũng bình thường, nhưng may mắn được một tay tành sắp chết cho ăn tỷ, nên hắn mới trở thành mạnh mẽ như vậy. Vậy thì bây giờ, mình cũng sẽ ăn tỷ của tên tay tành này, rồi lấy tất cả thiết bị trên người của hắn gắn lên người của mình. Chắc chắn mình sẽ trở thành một thực thể khủng khiếp. Hay quá, ta thành công rồi. Giờ thì ta có thể giết chết tên tay tành Human Man đó. Nhưng khoan, giết hắn rồi thì làm gì tiếp theo nhỉ? Ta sẽ xây dựng một đội quân thì khủng khiếp, rồi để xâm chiếm cả hành tinh, không, cả vũ trụ đây. Tại sao
ta không làm ngay lập tức chứ? Vui quá, vui quá. Chúng ta sống thật hạnh phúc quá đi. Chúng ta không lo, không nghĩ, không chiến tranh, luôn sống hòa bình tại mảnh đất yêu thương này. Quá tuyệt vời. Cuối cùng ta phát hiện ra cái lũ quái vật bồn cầu, những thực thể được cho là mạnh mẽ ở cái hành tinh này, mà bọn chúng lại sống yên bình ở đây thật lãng phí. Ta sẽ lợi dụng bọn chúng, biến bọn chúng thành lực lượng hùng hậu của ta. Đến đây là thôn tính các ngươi. Kẻ nào theo ta thì ta tha mạng, còn không ta giết sạch. Mẹ kiếp, bọn ta không bao giờ chịu khuất phục trước ngươi đâu. Mau, tất cả những quái vật bồn cầu lớn, bảo vệ những quái vật bồn cầu nhỏ đi. Chết tiệt, lũ khốn này các ngươi thà chết chứ không theo ta. Quái vật bồn cầu nhỏ, đúng rồi, bọn chúng sẽ dễ dậy hơn lũ quái vật bồn cầu lớn. Ta sẽ bắt tất cả quái vật bồn cầu nhỏ. Chết tiệt, không biết mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì. Nhiều loài Skibidi, kể cả loài Toilet cũng đã bị tấn công, ép phải gia nhập vào một lực lượng nào đó. Nếu không, sẽ bị giết chết. Mình phải đi điều tra rõ chuyện này mới được. Đứng lại, Titan Human Man, lâu rồi không gặp. Người không cần phải đi đâu xa cả. Chính ta là kẻ đã gây ra nỗi khủng hoảng mấy tháng qua. Mẹ kiếp, người rốt cuộc là ai? Còn những Skibidi Man kia nữa, tại sao các ngươi lại phản bội lại đồng loại của mình để đi theo tên chết tiệt này chứ? Người quên ta thật mau đó. Vậy để ta nhắc cho người nhớ, ta chính là Skibidi Human G-Man trước đây đây. Ta là thuộc hạ của ngươi, nhưng bây giờ đã khác rồi. Còn đám thuộc hạ của ta, bọn chúng là những Skibidi Man thức thời, chứ không phải là những kẻ hèn nhát. Hồ kiếp, tên chết tiệt, ngươi còn sống hay sao? Mẹ kiếp, ngươi còn trở nên to lớn quái gì như thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Ta không cần phải nhiều lời với ngươi đâu, Titan Human Man à. Đến lúc ta sẽ giết chết ngươi để báo món thù xưa. Đồng thời, ta cũng sẽ chứng minh rằng ta đủ đẳng cấp để thay thế ngươi, trở thành bá chủ ở cái hành tinh này. Chết tiệt, chết tiệt. Vậy thì ta sẽ một lần nữa thanh lý môn hộ, tạ lỗi với các loài khác. Bây giờ chưa biết ai thanh lý ai. Được rồi, ta sẽ nuốt cơ thể của ngươi luôn để tránh lãng phí. Ta chết tiệt. Thật là đã, thật là ngon. Đúng như những gì ta đã tính toán. Ta không ngờ lần này còn hoàn diện hơn. Được rồi thuộc hạ của ta, các người hãy nhớ những việc mà ta đã dặn các người. Hãy chăm sóc cái lũ Skibidi Toilet tí hon đó để bọn chúng thật sự trưởng thành, và sau đó thành lập đội quân chính thức của ta. Còn bây giờ ta cần phải đi tiêu diệt những kẻ mạnh nhất ở hành tinh này để thống nhất bọn chúng. Vâng, thưa chúa ta, chúng tôi biết rồi. Tốt, tốt lắm. Hắn kia, tình tài tình chi mình, mau dừng lại. Hả, kẻ nào to gan gọi cái tên tầm thường đó vậy? Các người kể từ nay phải gọi ta là đấng hủy diệt, tài tình chi mình, đa vũ trụ mưu tiêu hết. Nhưng các người rốt cuộc là kẻ nào? Sao trong các người giống lũ quái vật bồn cầu, lại có thân hình là camera và speaker thế kia? Người không cần phải biết chính xác bọn ta là ai. Người chỉ cần biết chính bọn ta sẽ đại diện cho công lý chính nghĩa ở hành tinh vũ trụ số 1 này, hủy diệt thứ độc ác cho ngươi, không để cho ngươi phát triển và xâm chiếm hành tinh khác đâu. Chết tiệt, chết tiệt, hai chữ khốn kiếp này, các ngươi to gan dám cản đường ta. Để ta nói cho hai ngươi biết, đó là ước mơ từ nhỏ của ta. Nếu chúng ta không xâm chiếm hành tinh vũ trụ khác để cho bọn chúng mạnh lên, chúng ta sẽ trở thành con mồi của bọn chúng đó. Nào, hai người hãy mau dừng lại, cùng ta thôn tính cả khắp thế gian này. Upgrade speaker Toilet, cố lên, không được nghe theo hắn. Chúng ta phải liều chết, giết chết hắn.
ngươi. Rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt hay sao? Kể từ bây giờ ta là bá chủ hành tinh này, chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị lực lượng xâm chiếm vũ trụ khác nào.